anh chị đang là chủ showroom rượu vang hoặc có mong muốn mở một cửa hàng rượu vang nhưng chưa tìm được nơi cung cấp uy tín, nguồn hàng rõ ràng và chiết khấu hấp dẫn. Anh chị là chủ nhà hàng, quán ăn và mong muốn tìm kiếm thêm sản phẩm để gia tăng thêm doanh thu trên tệp khách hàng sẵn có. Anh chị đang là nhân viên văn phòng, hoạt động ở lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính hoặc bất cứ một lĩnh vực nào khác, mong muốn kiếm thêm thu nhập từ tệp khách hàng của mình và công việc đang bất ổn bởi dịch bệnh. Hay đơn giản, anh chị là một người đam mê và yêu thích thức uống này và mong muốn kiếm thêm thu nhập từ sản phẩm rượu vang. Vâng, ngay hôm nay hãy trở thành đại lý của The KY và được hưởng những chính sách chiết khấu hoàn toàn hấp dẫn. Xin chào anh chị, tôi là Thân Huyền Trang, Tổng Giám Đốc, người sáng lập và điều hành thương hiệu The KY. The KY là công ty chuyên nhập khẩu và phân phối rượu vang hàng đầu Việt Nam. Tại The KY, chúng tôi tự hào các sản phẩm đều được nhập khẩu chính hãng 100% từ những vùng sản xuất vang nổi tiếng trên thế giới như Ý, Pháp, Chile, Tây Ban Nha. Tất cả các sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, có giấy tờ chứng nhận CO, CQ đầy đủ, đảm bảo chất lượng cho những chai vang đến tay người tiêu dùng, là đơn vị tiên phong đưa những sản phẩm rượu vang mới và độc đáo đến thị trường Việt Nam, kết nối và tạo giá trị bằng những buổi đào tạo, chia sẻ, những khóa học thưởng thức và văn hóa rượu vang giữa thương hiệu và cộng đồng những người chưa yêu, đang yêu và đã yêu rượu vang. Khi trở thành đại lý của The KY, lợi ích của anh chị đó là: thứ nhất, được cung cấp các tư liệu về marketing, hỗ trợ về hình ảnh trong việc gia tăng doanh thu trên kênh online. Thứ hai, được tham gia các khóa học đào tạo cùng với công ty, cùng với các chuyên gia có kiến thức đầu ngành về rượu vang và nghiệp vụ tư vấn bán hàng. Thứ ba, được nhập khẩu sản phẩm chính hãng với các phân khúc giá đa dạng, mức giá hợp lý và chiết khấu hoàn toàn hấp dẫn. Thứ tư, được cố vấn bởi đội ngũ chuyên gia có kiến thức về rượu vang và lựa chọn sản phẩm đang là xu thế của thị trường và thị hiếu của khách hàng. Và thứ năm, được đảm bảo về nguồn hàng liên tục, tránh đứt gãy, đặc biệt vào những dịp lễ Tết. Trong những năm gần đây, rượu vang là một thị trường phát triển mạnh mẽ và là xu thế trong tương lai. Do nhu cầu về du lịch cũng như đời sống của con người ngày càng được tăng cao, thì rượu vang không những là một nét đẹp trong cái việc tốt cho sức khỏe mà là còn một món quà tinh thần đối với người thân, gia đình, bạn bè hay sếp của các bạn. Chính vì vậy, hãy nắm bắt ngay cơ hội này và tham gia cùng với The KY. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy vui lòng inbox cho The KY ngay nhé!